khán giả đã cùng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng kem xóa nếp nhăn Emco của công ty dược phẩm Viên Thành. Quý vị khán giả thân mến, tôi tin rằng ngày hôm nay quý vị đã có những giây phút thư giãn thật vui vẻ. Có thể là cả gia đình đã cùng đi chơi đâu, hay là cùng gặp gỡ những bạn bè của mình. Và bây giờ đây là những giây phút cuối cùng trong ngày, và chúng ta cùng nhau đến với chương trình Siêu Thị May Mắn để mang về những niềm vui. Đến với chương trình Siêu Thị May Mắn, những người chơi có cơ hội để sở hữu những phần quà thật đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Và trong ngày hôm nay, giải thưởng cao nhất dành cho thí sinh may mắn đó là một chiếc xe của Suzuki Việt Nam. Giải thưởng có thể là một chiếc xe Hayate, xe tay ga hoàn toàn mới dành cho nam giới của Việt Nam Suzuki, với 4 màu ấn tượng: đỏ đen, bạc đen, xanh đen và đen, với tính năng vượt trội, động cơ 125 phân khối, tiết kiệm chi phí với mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Hai loại xe vành đúc và vành nan hoa dành cho người thích khám phá thử thách và thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình. Hoặc cũng có thể là một bộ massage và thẩm mỹ trị giá 20 triệu đồng. Ai sẽ có cơ hội để sở hữu những phần quà này? Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ những thí sinh của Siêu Thị May Mắn. Xin chào mừng các thí sinh đã đến với Siêu Thị May Mắn. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng bước vào siêu thị của chúng tôi để lựa chọn những món hàng hóa mà chúng ta yêu thích nhất. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho mọi người. Xin mời mọi người hãy lựa chọn những sản phẩm mà các anh chị yêu thích nhất. Có thể là những bộ mỹ phẩm của L'Oréal de Paris hay là thực phẩm tay Âu Lạc. Bạn đã chọn được Emco. Các thí sinh đã lựa chọn được những sản phẩm mà họ yêu thích. Và bây giờ thì xin mời tất cả các thí sinh chúng ta cùng ngồi xuống những bộ bàn ghế rất dễ thương mà siêu thị nội thất Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam đã cung cấp cho chương trình. Xin mời mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi đầu tiên của chương trình có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Có 3 thí sinh sẽ tham gia vòng thi này. Đó là 3 thí sinh đã có sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm mỹ phẩm L'Oréal de Paris. Và thí sinh thứ 2 sẽ cùng góp mặt ở phần thi này. Thứ 2 là thí sinh có sản phẩm kềm nghĩa. Và thí sinh thứ 3 là ai đây? Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của thực phẩm truyền ký. Chúng ta cùng nhau đến với vòng thi đầu tiên của chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy làm quen với 3 thí sinh của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Em xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thúy. Em là nhân viên của công ty mỹ phẩm Odilem. Em rất vui khi đến tham gia chương trình siêu thị may mắn này. Em rất mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho 3 người chơi của chúng em. Xin chào tất cả quý vị hiện có mặt ở đây và đang theo dõi qua màn nhỏ. Em tên là Lương Thị Hương Gia, em là dược sĩ, rất mong sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với người thứ 3. Xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả và quý vị xem màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Trần Phan Thiên Thanh. Tôi rất là run và mong quý vị khán giả ủng hộ cho 3 người chơi chúng tôi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau với 3 thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức tặng trước 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy sử dụng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Chúng ta mua sắm làm sao cho đúng trong phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu mua đúng trong phạm vi cho phép thì chúng ta sẽ được giữ nguyên số điểm và tặng nguyên một xe hàng. Nhưng nếu chúng ta mua vượt phạm vi cho phép thì chúng ta sẽ bị chia đôi số điểm và dĩ nhiên sẽ không có xe hàng. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi và phải lấy hàng trên cả 3 kệ thì mới được tính điểm. Bây giờ chúng ta hãy thử xem hàng hóa trong siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Kềm nghĩa với những mẫu mã mới được làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Sản phẩm của Vạn Thành với các loại nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, gối ngủ cao su thiên nhiên tạo cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Chanh dây mật ong Việt Honey được làm từ mật ong rừng và nước cốt chanh nhập khẩu, không sử dụng chất bảo quản hay đường,
100% nguyên liệu thiên nhiên. Khay trái cây 3 tầng kim hằng làm bằng nhôm và inox, kiểu dáng sang trọng, dùng để trưng bày các loại trái cây trên bàn ăn, dễ dàng di chuyển và sử dụng tiện lợi. 10 năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Lẩu cá keo Fisco được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài thành phần chính là hải sản, còn có gói nước dùng được tinh chế từ nước luộc hải sản. Hoàng Gia, sản phẩm có túi thịt hầm bên trong, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng, cần thiết cho mọi bữa ăn của bạn. Bánh sô-cô-la kem marshmallow fennel pie bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Ngất ngây đến tuyệt vời. Sơn móng tay cẩm tú Darling, bào chế theo tiêu chuẩn châu Âu, cho sản phẩm bóng bền mau khô, mẫu mã đa dạng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Thực phẩm đóng hộp tuyền ký với các loại heo, bò, gà, cá, trái cây, chọn lọc từ nguyên liệu tươi, chất lượng tại nơi nuôi trồng. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001-2000, danh hiệu hàng đầu năm 2007. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quần mí mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất trích từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất bởi công ty dược Thiên Khánh. Kem Lacto Plus Baby, giải pháp nhẹ nhàng, tinh tế, hiệu quả chống tổn thương trên da bé thơ, làm mịn da một cách dịu dàng, không ngứa sót, không nhờn, giúp da bé luôn thoải mái. Sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Võng xếp trường thọ, đa dạng về chủng loại, kích cỡ, chất lượng cao, phù hợp cho mọi đối tượng. Và bây giờ, ai sẽ là người chiến thắng đây? Làm sao mua trong đúng phạm vi cho phép nhé? Tài số thấp nhất sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ thì 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi ta đi mua sắm vui quá, mua sao cho thật chính xác giá. Nào là hàng, nào là quá, đủ mọi thứ sản phẩm tới sinh hoạt gia đình. Nào thời trang, nào điện tử, nào mỹ phẩm, nào tiện nghi. Bao gian hàng rộng lớn từ đỉnh cao đến dưới đất, từ bên trong đến ngoài, nào chọn đi, nào chọn đi. Chọn đi nào các bạn ơi. Ai mua tài thế, đi siêu thị may mắn, mang về những niềm vui. Và đi siêu thị may mắn, mang về những niềm vui. Chúng ta hãy cùng nhau tính tiền cho chị Thúy. Chị Thúy đã mua 2 bánh solo funnel pie 36.000 đồng, 3 hộp bánh funnel pie 60.000 đồng, 3 hộp bánh funnel pie bổ sung canxi 72.000 đồng, 1 bộ võng xếp trường thọ 391.000 đồng, 1 hộp panadol cảm cúm 100.000 đồng, 1 lon nước uống dinh dưỡng Anuta 4.000 đồng, nước yến ngân nhĩ Bibrico 4.000 đồng, 1 kem xóa nếp nhăn Emco của dược Thiên Khánh 115.000 đồng. Chúng ta hãy thử xem số tiền mà chị đã mua sắm nhé. 782.000 đồng. Như vậy là sai với phạm vi cho phép rồi. Như vậy xe hàng này chưa thuộc với chị. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của chị Hương Giang. 1 bộ nồi Fortune của nhôm inox kim hằng 295.000 đồng. 1 sữa rửa mặt Lovite Paris 310.000 đồng. 2 lon nước ngọt Bibrico 8.000 đồng. 1 kem xóa nếp nhăn Emco của dược phẩm Thiên Khánh 115.000 đồng. 1 gối cao su của đệm Vạn Thành 209.000 đồng. 2, 3, 937.000 đồng. Rất tiếc đúng không? Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, chị đã được sở hữu cái quà này rồi. Và bây giờ là phần mua sắm của bạn Thiên Thanh. 1 phấn trang điểm Sugar New York 130.000 đồng. 1 áo thun nam TCM của dệt may Thành Công 159.000 đồng. 2 kềm nghĩa 74.000 đồng. 1 chiếc kềm M204 của kềm nghĩa 26.000 đồng. 1 chiếc kềm inox 68.000 đồng. 1 chiếc kềm inox M03 của kềm nghĩa 79.000 đồng. 1 sủi chấm bi của kềm nghĩa 25.000 đồng. 1 gối cao su của nệm Vạn Thành 209.000 đồng. Và 1 chai nước ngọt Bidrico 5.000 đồng. Hãy thử xem tổng số tiền mà Thiên Thanh sử dụng là 775.000 đồng. Còn quá ít. Như vậy là cả 3 thí sinh của chúng ta chưa sở hữu được xe hàng. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã có được những kết quả như sau. Bạn Thúy
mua không đúng trong phạm vi cho phép, nên giải thưởng dành cho bạn lúc này là 500.000 đồng. Bạn Giang mua cũng không đúng trong phạm vi cho phép và giải thưởng dành cho bạn cũng là 500.000 đồng. Và bạn Thanh cũng như vậy nên giải thưởng dành cho bạn là 500.000 đồng. Ngoài ra cả ba thí sinh còn nhận được phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Riêng bạn Giang là người có mức sai số thấp nhất. Chính vì vậy, bạn Giang là người chiến thắng để bước vào vòng sau của chương trình Siêu thị may mắn. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Không biết tuần này thì ai sẽ là người may mắn đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Nhắc tới một con đường chuyên bán giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh được gọi là con phố giày dép, đó chính là phố Trần Huy Liệu. Có rất nhiều cửa hàng bán giày dép ở đây từ lâu đời, và khi người dân khi đi mua sắm giày dép thì luôn luôn nhớ trong đầu rằng hãy ra phố Trần Huy Liệu. Chính vì vậy, con phố Trần Huy Liệu còn có tên gọi là phố giày dép. Đây chính là đáp án chính xác trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Trong tuần qua đã có 6.031 khán giả gọi về cho chương trình, trong đó có 3.349 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác. Với con số dự đoán gần chính xác nhất, chỉ sai một đơn vị là 3.350, và gọi về sớm nhất vào lúc 14:30 ngày 12 tháng 8 đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 0903 824 441 đã trở thành người chiến thắng, và giải thưởng dành cho bạn sở hữu là 2 triệu đồng. Và chúng tôi cũng đã liên lạc được với chủ nhân của số điện thoại này, đã mời đến đây để cùng. Xin chào bạn, bạn hãy giới thiệu với khán giả truyền hình về mình nào. Dạ, xin chào các khán giả truyền hình. Em tên là Phạm Phú Kim Long, hiện đang là sinh viên học trường trung cấp du lịch. Bạn Long thân mến, bạn có thường tham gia chương trình Siêu thị may mắn hay không? Và đây là lần thứ bao nhiêu bạn trúng thưởng? Chương trình này em cũng thỉnh thoảng tham gia, và đây là lần đầu tiên em trúng thưởng. Đây là lần đầu tiên bạn trúng thưởng. Và giải thưởng dành cho bạn ngày hôm nay trị giá là 2 triệu đồng. Giải thưởng dành cho bạn là 2 triệu đồng, nhưng bạn sẽ có cơ hội để tăng giải thưởng 2 triệu này lên thành là 5 triệu khi bạn tham gia một trò chơi, nhưng cũng có thể giải thưởng sẽ bị giảm đi. Không biết bạn có sẵn sàng để tham gia không? Em sẵn sàng. Như vậy thì trong tay tôi lúc này còn 4 chiếc bao thư nữa. Và trong 4 bao thư này có những mức tiền thưởng như sau: 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 4 triệu đồng và 5 triệu đồng. Bạn chấp nhận thì hãy đổi bao thư 2 triệu của bạn, lấy một trong 4 bao thư còn lại này, mở ra giải thưởng là bao nhiêu, nó sẽ thuộc về bạn. Bạn sẵn sàng chứ? Đã rồi, rất sẵn sàng. Vậy thì trong 4 bao thư này bạn chọn bao thư nào? Tôi sẽ đưa cho bạn cầm và bạn lựa chọn. Bốn chiếc bao thư giống hệt nhau, bạn chọn chiếc nào đây? Em rất thích là bên phải, bạn sẽ chọn cái bên phải. Bạn chọn cái bên này. Rồi, tôi xin lại 3 tấm này. Bây giờ chúng ta chưa khui ra vội nhá. Bây giờ trong 3 tấm này, bạn muốn thử khám phá một bao thư nào trước nào? Bên phải nữa. Bên phải nữa. Bao thư bên phải, 1 triệu đồng. Wow. Như vậy là chắc chắn giải thưởng của bạn là lớn hơn 2 triệu rồi. Wow. Bây giờ còn 2 bao thư nữa. Bạn muốn khám phá bao thư nào nữa đây? Vẫn tiếp tục bên phải. Tiếp tục bên phải. 3 triệu đồng. Wow. Như vậy là bạn còn một bao thư 4 triệu và một bao thư 5 triệu, đúng không? Bạn có muốn đổi thử không? Đổi đi, hay là... Dạ không, em nhất quyết cái này. Nhất quyết là cái đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử khám phá xem trong bao thư này là giải thưởng bao nhiêu nhá. Có vẻ bạn đang rất hồi hộp đúng không nào? Dạ. Bây giờ thì xin mời bạn hãy mở bao thư ra xem nào. Số tiền lạ, giải thưởng lạ. Bao nhiêu? 4 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã giành được giải thưởng là 4 triệu đồng. Rất là tiếc, nếu như bạn đổi chiếc bao thư trên tay tôi thì có phải là bạn được 5 triệu đồng rồi không? Dạ, cái này cũng là do may mắn thôi à. Em đã may mắn được 4 triệu thì cũng là... Xin được chúc mừng bạn với giải thưởng là 4 triệu đồng. Và các bạn thấy không, rất đơn giản, và chúng ta sẽ có cơ hội để tăng giải thưởng của mình lên thành 4 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng với trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Xin được chúc mừng bạn. Và quý vị khán giả có muốn được như bạn Long không? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để tham gia chương trình trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Xin được cảm ơn bạn.
Câu hỏi số 1 như sau. Trong thời gian vừa qua, chúng ta được biết có một nghệ nhân đã sang Mỹ tham gia một festival và giới thiệu các món ăn của Việt Nam, trong đó nổi tiếng là món bánh xèo. Đó là bà Mười Xiềm. Và giờ đây, thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm đã trở nên rất nổi tiếng. Theo bạn, thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm thuộc địa phương nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là Cần Thơ, đáp án số 2 là Mỹ Tho và đáp án số 3 là Tiền Giang. Các bạn chọn đáp án nào nào? Và nhớ đừng quên câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu nào giống như bạn? Nhanh lên nhé, hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.cattiensa.com để biết tất cả những thông tin chi tiết về chương trình Siêu Thị May Mắn và có thể biết được cả câu hỏi của chương trình Siêu Thị May Mắn nếu như quý vị lỡ bỏ qua không kịp nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì tiếp tục nhỉ? Hãy cùng tiếp tục đến Siêu Thị May Mắn mang về những niềm vui. Như vậy là chúng ta đã trải qua vòng 1 của cuộc thi. Bây giờ thí sinh chiến thắng ở vòng 1 sẽ bước vào vòng 2 và cùng tham gia với thí sinh này sẽ có 2 thí sinh mới. Họ đang có sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của Vicom. Và thí sinh thứ 2 góp mặt ở phần thi này. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm Vicom. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình. Chị Hương Giang đã là người chiến thắng ở vòng 1 nên tiếp tục có mặt ở vòng 2. Bây giờ chúng ta cùng nhau trò chuyện với 2 thí sinh mới. Xin mời chị. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Quỳnh Kim Hương. Tôi rất vui vì hôm nay tôi được đi Siêu Thị May Mắn và tôi cũng hy vọng rằng tôi sẽ mang được rất nhiều niềm vui về cho tôi và cho quý vị khán giả trong buổi tối hôm nay. Xin thay kính chào quý vị khán giả đã xem chương trình Siêu Thị May Mắn của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Lina, hiện đang công tác tại công ty dược phẩm Phạm Anh. Tôi đến đây vui là chính, nhưng mà một chút xíu may mắn nó sẽ thành nhân đôi niềm vui của tôi hơn ạ. Bây giờ thì 3 thí sinh của chúng ta sẽ bước vào vòng thi có tên gọi Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Trên sân khấu của chúng tôi sẽ có không gian của 3 căn phòng trong một ngôi nhà. Các thí sinh sẽ rút thăm để lựa chọn cho mình một căn phòng. Sau đó khi hiệu lệnh trò chơi bắt đầu thì các thí sinh sẽ đi để lấy những sản phẩm nào thật phù hợp đặt vào trong căn phòng của mình. Mỗi lượt đi các thí sinh chỉ được lấy một sản phẩm thôi. Mỗi căn phòng sẽ có 4 sản phẩm. Mỗi sản phẩm lấy đúng được tính 250 điểm, nhưng nếu lấy sai sẽ bị trừ 250 điểm. Chính vì vậy chúng ta hãy cân nhắc thật kỹ và chúng ta chỉ có 2 phút để thực hiện công việc này thôi. Trong trường hợp chúng ta có số điểm bằng nhau thì người nào hoàn thành công việc sớm trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ hãy thử xem 3 căn phòng của chúng tôi là những căn phòng nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phòng số 1 đã hiện ra. Đó chính là một căn phòng ngủ, chốn riêng tư của mỗi gia đình, là nơi mà chúng ta thư giãn nghỉ ngơi. Và bây giờ hãy cho tôi biết căn phòng thứ 2. Căn phòng thứ 2 là một căn phòng khách thật hiện đại và ấm cúng gần gũi, nơi chúng ta tiếp đãi những bạn bè của mình tới chơi. Và bây giờ hãy cho chúng tôi xem căn phòng thứ 3. Căn phòng thứ 3 là một căn phòng bếp rất hiện đại với tiện nghi thật phù hợp để cho các bà nội trợ trổ tài đầu bếp của mình để có những bữa ăn cho gia đình. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy không gian của 3 căn phòng. Bây giờ xin mời các thí sinh sẽ rút thăm để lựa chọn cho mình căn phòng. Xin mời. Và đây là của bạn. Để cho em bé nằm và có thể tiện đi quan sát em bé khi ngủ. Một sự giải thích hợp lý như vậy, bạn có thêm 250 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và sản phẩm thứ 4 mà bạn lựa chọn đó là một chiếc kệ để giày dép. Chính xác, sản phẩm này để ở trong phòng khách. Như vậy bạn có 4 sự lựa chọn chính xác và có 1.000 điểm. Xin chúc mừng bạn. Hãy xem chị Kim Hương đã lựa chọn gì cho căn phòng bếp của mình. Đầu tiên chị lựa chọn đó là một bộ rổ đựng trái cây, rau củ. Chắc chắn nó phải đặt ở trong phòng bếp rồi. Như vậy có sự lựa chọn chính xác đầu tiên, 250 điểm dành cho chị.
đó là một chiếc bình đựng đá. Chính xác, sự lựa chọn thứ hai, thêm 250 điểm nữa dành cho chị. Sản phẩm thứ ba mà chị Hương đã lựa chọn đó là một bộ chén. Vâng, một bộ chén ăn cơm thì dứt khoát là phải để trong phòng bếp rồi. Thêm 250 điểm dành cho chị. Sản phẩm thứ tư chị lựa chọn là bộ hai xô ướp lạnh champagne, một là bằng inox, một là bằng nhôm tinh chất, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, kiểu dáng hiện đại, độc đáo, làm gia tăng hương vị cho các loại rượu champagne. Lý do nào mà chị lại đặt cái bộ sản phẩm này trong phòng bếp của mình ạ? Tôi nghĩ cái phòng bếp để cái bộ sản phẩm này cũng rất thích hợp ạ. Và tôi quyết định là chọn để trong cái phòng bếp này. Tất nhiên rồi, những bộ sản phẩm này thì chúng ta để trong phòng bếp là rất thích hợp. Chỉ khi nào chúng ta sử dụng ướt sâm panh thì chúng ta mới mang đi nơi khác thôi, chứ còn chúng ta phải để trong bếp, đúng không nào? Như vậy thì chị có hơn 250 điểm. Chúc mừng chị. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là các thí sinh của chúng ta đã lựa chọn rất chính xác những sản phẩm cho căn phòng của mình. Và bạn Lina thân mến, bạn có biết không, ở trong phòng ngủ của bạn còn có một sản phẩm nữa mà chúng ta có thể đặt vào. Đó chính là sơn móng tay cẩm tú Darling, bào chế theo tiêu chuẩn châu Âu, cho sản phẩm bóng bền mau khô, cọ vẽ móng tay cẩm tú Darling, mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng. Sản phẩm này chúng ta có thể đặt vào phòng ngủ, ở nơi mà chúng ta có thể lấy ra để vẽ móng cho mình. Những việc làm cho vệ sinh cá nhân, trang điểm cá nhân chúng ta có thể làm ở trong phòng ngủ. Nhưng tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã có những sự lựa chọn vô cùng chính xác. Và cả ba thí sinh đều có số tiền thưởng tương ứng là 1.500.000 đồng. Và cả ba thí sinh còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những bộ sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Trong ba thí sinh của chúng ta thì chị Kim Hương là người đã hoàn thành công việc sớm nhất. Chính vì vậy, chị Kim Hương đã là người chiến thắng, sẽ có mặt trong vòng thi thứ ba của chương trình Siêu Thị May Mắn. Quý vị khán giả thân mến, để nhận được giải thưởng của chương trình Siêu Thị May Mắn thật đơn giản phải không nào? Chỉ việc nhấc điện thoại lên, gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của chương trình và quý vị sẽ có cơ hội để nhận được những giải thưởng hấp dẫn. Và ngay bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa câu hỏi để quý vị có thể dễ dàng tham gia trả lời. Câu hỏi số 1. Theo bạn, thương hiệu bánh xèo 10 xiêm thuộc địa phương nào sau đây? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là Cần Thơ, đáp án số 2 là Mỹ Tho và đáp án số 3 là Tiền Giang. Và các bạn hãy dự đoán có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn. Thật vô cùng đơn giản. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, gọi về cho chúng tôi ngay để trở thành người chiến thắng. Chúng ta cùng nhau đến với vòng 3 của chương trình và cùng tìm thêm hai thí sinh mới cho vòng thi này. Họ đang có những sản phẩm nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty bánh kẹo. Và thí sinh thứ hai. Thí sinh thứ hai là thí sinh có sản phẩm của công ty bộ. Như vậy là còn 3 thí sinh chưa tham gia một vòng thi nào. 3 thí sinh này chưa thực sự may mắn để trở thành từng thí sinh trong mỗi vòng thi. Nhưng các bạn cũng sẽ nhận được những phần quà của ban tổ chức. Đó là các thí sinh có sản phẩm thực phẩm chay Âu Lạc, kem xóa nếp nhăn Emco của công ty dược phẩm Tiến Thánh và sản phẩm của công ty. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau bước vào vòng 3 của chương trình. Ở vòng 2, chị Kim Hương đã là người chiến thắng, sẽ tiếp tục đến với vòng thi này và chúng ta cùng làm quen với hai thí sinh mới. Xin mời. Xin chào các bạn, mình tên là Thùy Anh, hiện mình đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Mình rất vui khi hôm nay được tham gia vòng 3 của chương trình Siêu Thị May Mắn. Vì vậy mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình để mình có thể lọt tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì xin mời anh. Xin kính chào quý vị khán giả cùng quý vị khán giả theo dõi màn hình nhỏ của Đài Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Võ Văn Thịnh, hiện công tác tại xí nghiệp in báo Thanh Niên, nghề nghiệp của tôi là lái xe. Hôm nay tôi đến chương trình Siêu Thị May Mắn, xin rất là mong được quý vị khán giả ủng hộ cho ba người chơi chúng tôi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì cả ba thí sinh của chúng ta sẽ được gặp gỡ với những nhân viên thật trẻ trung và năng động của Siêu Thị May Mắn. Họ đang chuẩn bị cho công việc của mình với việc bày các sản phẩm hàng hóa. Và chúng ta hãy thử xem họ đã có những sản phẩm gì. Sau khi xem xong thì các anh chị sẽ có 2 phút
để lựa chọn ở phía dưới siêu thị những sản phẩm đó. Có tất cả là 10 sản phẩm. Mỗi sản phẩm lựa chọn đúng, các anh chị sẽ có 100 điểm. Nếu lựa chọn sai, các anh chị bị trừ mất 50 điểm. Và ban tổ chức tặng cho mỗi người chơi 500 điểm trước khi tham gia trò chơi này. Bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị, chúng ta cùng gặp gỡ những nhân viên thật năng động của siêu thị may mắn. May mắn mang về những niềm vui. Yeah yeah yeah. Lẩu mắm Tisco được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài thành phần chính là hải sản, còn có gói nước dùng được tinh chế từ nước dùng hải sản. Bộ nồi mini C3 Kim Hằng làm bằng nhôm tinh chất và nhựa chịu nhiệt, dễ dàng chùi rửa sau khi đun nấu, là dụng cụ không thể thiếu trong bếp của các bạn nội trợ. Nước ép trái cây Anuta với các loại hương vị cam ép, thơm, cà chua, nước me ép, nước táo đỏ, chanh dây, tỏi. Sản phẩm của bạn thành với các loại nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, gối ngủ cao su thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mí mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất trích từ dược thảo. Máy đo huyết áp tự động cổ tay Omron EW1 là sản phẩm của Omron Nhật Bản, gọn, nhẹ, độ chính xác cao. Trên nghĩa, với những mẫu mã mới được làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Bánh sô-cô-la kem marshmallow caramel bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty bánh kẹo Phạm Huy. Mền ra thanh thủy, chất liệu 100% vải cô tông ngoại nhập, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, mẫu mã đa dạng, hoa văn trang nhã. Áo mưa cao cấp Beva là áo mưa thân thiện với môi trường, với chất liệu không mùi, nhẹ, dai, không bám nước, được in hoa với màu sắc trang nhã, thích cực, kiểu dáng thời trang phù hợp mọi lứa tuổi. Mang về những niềm vui. Bây giờ nhiệm vụ của các thí sinh là trong vòng 2 phút hãy lựa chọn đúng 10 sản phẩm mà chúng ta vừa theo dõi. 1, 2, 3, bắt đầu! Thời gian. Sản phẩm đầu tiên là Sinh có sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai, sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Cả ba thí sinh đều có sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Tiếp theo là sản phẩm của công ty Vitrico. Hai thí sinh có sản phẩm này. Sản phẩm thứ ba là sản phẩm của công ty Nệm Vạn Thành. Xin chúc mừng ba thí sinh có sản phẩm này. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm kem xóa nếp nhăn Emco của công ty dược phẩm Tiên Khánh, cả ba thí sinh đều có. Sản phẩm tiếp theo là máy đo huyết áp tự động cổ tay IW1 của Omron, hai thí sinh có sản phẩm này.
sản phẩm tiếp theo, sản phẩm của công ty Kiềm Nghĩa. Cả ba thí sinh cùng có luôn. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Cả ba thí sinh cũng có sản phẩm này. Tiếp theo là sản phẩm nền ga Thanh Thủy. Hai thí sinh có sản phẩm này. Và sản phẩm thứ 10 là áo mưa cao cấp của công ty cổ phần nhựa Dạng Đông. Hai thí sinh có sản phẩm này. Như vậy là chúng ta thấy lại trong xe của bà Thục Anh còn một sản phẩm thực phẩm truyền ký thịt bò khô. Sản phẩm này bạn lấy chưa chính xác, như vậy là bạn bị trừ mất 50 điểm rồi. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã có những số điểm như sau. Bạn Thùy Anh lấy được đúng 7 sản phẩm và sai 1 sản phẩm. Như vậy, giải thưởng dành cho bạn là 1.150.000 đồng. Anh Thịnh lấy được đúng 7 sản phẩm và tổng giải thưởng dành cho anh là 1.200.000 đồng. Và chị Hương đã rất xuất sắc lấy đúng 10 sản phẩm và giải thưởng dành cho chị là 1.500.000 đồng. Và được trận và của đơn vị tài trợ đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Thánh. Hương đã là người chiến thắng ở vòng thi này, sẽ đến với vòng đặc biệt của siêu thị may mắn. Và chúng tôi cũng xin lưu ý rằng với những vị khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ liên lạc để mời tới tham gia ghi hình cùng chúng tôi. Trong trường hợp người thắng giải nhất không phải ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc chúng tôi không liên lạc được, thì chúng tôi sẽ mời những người ở vị trí kế tiếp trong danh sách, những người gọi về sớm và có câu trả lời đúng để tham gia trò chơi này. Và bây giờ thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa câu hỏi để cho quý vị có thể dễ dàng tham gia trả lời. Câu hỏi số 1 như sau. Trong thời gian vừa qua, chúng ta được biết có một nghệ nhân đã sang Mỹ tham gia một festival và giới thiệu các món ăn của Việt Nam, trong đó nổi tiếng là món bánh xèo, đó là bà Mười Xiềm. Và giờ đây, thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm đã trở nên rất nổi tiếng. Theo bạn, thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm thuộc địa phương nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là Cần Thơ, đáp án số 2 là Mỹ Tho và đáp án số 3 là Tiền Giang. Các bạn chọn đáp án nào nào? Và nhớ đừng quên câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu nào giống như bạn? Nhanh lên nhé, hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.cattiensa.com để biết tất cả những thông tin chi tiết về chương trình siêu thị may mắn và có thể biết được cả câu hỏi của chương trình siêu thị may mắn nếu như quý vị lỡ bỏ qua không kịp nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì tiếp tục nhỉ? Hãy cùng tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Chúng ta hãy cùng đến với vòng đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn và cùng chào đón thí sinh của vòng thi này, đó là chị Kim Hương. Hãy bước tới phía trước để giơ lên những con cát quý giá. Vận may cho bạn hay vận may cho tôi, còn gì bằng tay trong tay, vai kề vai, mình cùng đi siêu thị may mắn hôm nay. Siêu thị may mắn, toàn là những niềm vui, toàn là những điều hay. Còn chơi gì nữa? Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Ôi, thật là hồi hộp. Chỉ có tôi mới hiểu tim tôi lúc này. Sự chọn lựa không đơn giản chút nào. Tôi mong điều may mắn đến với mình, đến với mọi người, đến với mọi nhà. Chính điều đó đã khiến tôi luôn tìm đến đây, đến đây. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Chị Kim Hương thân mến, ở trên sân khấu của chúng ta lúc này có 6 ô cửa, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Trong các ô cửa này có những số điểm như sau. Ô cửa 300 điểm, 500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, một ô đặc biệt 20.000 điểm và một ô bất ngờ có 3 số 0. Chị hãy dùng số điểm của mình để đặt vào các ô cửa này. Nếu như đặt vào, mở cửa ra, số điểm bên trong ô cửa thấp hơn số điểm của chị
thì điểm của chị sẽ được tăng lên gấp đôi. Nếu như số điểm trong cửa cao hơn số điểm của chị thì điểm của chị sẽ bị chia đôi. Chị làm cách nào đó để tìm được những ô cửa thấp điểm và tăng số điểm của mình lên tới 5.000 điểm. Khi đã có 5.000 điểm mà đặt đúng vào ô cửa đặc biệt, mở cửa ra, chị sẽ được nhận giải thưởng đặc biệt của chương trình. Giải thưởng đặc biệt của chương trình ngày hôm nay đó là một bộ massage và thẩm mỹ trị giá 20 triệu đồng. Nhưng còn một ô cửa bất ngờ, ô cửa 3 số 0. Nếu chị đặt vào ô cửa này, mở cửa ra, cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức và chị sẽ phải ra về với một nửa số điểm thôi. Chị cũng có quyền ngưng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Chị đã hiểu luật chơi rồi đúng không? Rồi, hiểu rồi. Bây giờ thì chị đã có 1.500 điểm ở vòng thi vừa rồi. Chị có quyền đặt từ 1.000 cho tới 1.500 điểm vào các ô cửa. Bây giờ chị quyết định sẽ sử dụng bao nhiêu điểm để đặt vào các ô cửa. Hình như là tôi vẫn cho tôi đặt 1.500 thôi, tôi đặt 1.500 đi. Như vậy quyết định là 1.500 điểm để dùng đặt vào các ô cửa. Bây giờ thì ô cửa đầu tiên chị lựa chọn là ô cửa nào? Khán giả tư vấn nữa đi ạ. 5 nữa, 7 nữa, rất nhiều. Để chọn số 7 đi. 7 nước nha. Chị quyết định chọn số 7 đầu tiên. Cửa số 7, đệm cao su thâm hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén đệm đàn hồi cao, thông thoáng, mát mẻ khi sử dụng. Và số điểm trong ô cửa này là 500 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là chị đang có 3.000 điểm. Nếu chị tìm một ô cửa thấp hơn thì chị sẽ được tăng lên thành 6.000. Và 6.000 thì là có cơ hội để đến với giải đặc biệt rồi. Bây giờ chị chọn ô cửa thứ hai là ô nào? Ô 5. Ô mấy ạ? Ô 5 đi. Ô 5. Cửa số 5 đó là Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Số điểm trong ô cửa số 5 là bao nhiêu, chị hãy theo dõi nào. Bao nhiêu đây? 2.000 điểm, xin chúc mừng. Như vậy lúc này chị đã có 6.000 điểm. 6.000 điểm, hơn bao nhiêu? 6.000 điểm là có cơ hội để sở hữu giải thưởng đặc biệt nếu chị chọn đúng một cửa đặc biệt. Mọi người đã nói 7 hay 8, 7 mở rồi, 8 hay 9. Còn đâu rồi, thì bây giờ 9 đi. 9 cho nó cao nhất đi. 9 cho cao nhất. Ô cửa số 9 là sản phẩm của siêu thị nội thất Phố Sinh, bồn rửa tay, nguyên liệu kiếng màu và gỗ, kiểu dáng gọn, đẹp, hiện đại, thích hợp với mọi căn nhà, thuận tiện với việc di chuyển. Số điểm trong ô cửa này là nhiều này. Mở giúp tôi chữ số cuối cùng. Mở số 0 nữa rồi. Như vậy là 3 số 0, chị ơi. Điểm của chị bị chia đôi, còn 3.000 điểm thôi. Rất là đáng tiếc. Rất là tiếc. Tiếc đúng không? Nhưng mà dù sao chị cũng đã có thật nhiều niềm vui và còn tới 3.000 điểm ở vòng thi này mà. Bây giờ chúng ta hãy khám phá thử xem những ô cửa còn lại. Ô nào mà chị không chọn? Số 1, số 1 mở trước đi. Cửa số 1 là rau câu trái cây Vitrico, vừa dai vừa giòn, với nhiều hương vị trái cây thơm ngon như cam, dâu, vải, dưa gang, khoai môn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Và bên cạnh đó là bánh bông lan kem Solo, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium và DHA, sản phẩm của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Đây cũng là ô cửa thấp điểm chị cần phải mở khi chị có 6.000. Bây giờ hãy tiếp tục khám phá ô cửa tiếp theo là ô cửa số 3. Cửa số 3 là sản phẩm Hoàng Gia của Vi Phong, sản phẩm có túi thịt hầm bên trong, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi bữa ăn của bạn. Sản phẩm của công ty Vi Phong. Và số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ô cửa cuối cùng là ô cửa số 8.
ô cửa số 8 là một chiếc xe Suzuki Việt Nam. Giải thưởng có thể là một chiếc xe Hayate, xe tay ga hoàn toàn mới dành cho nam giới của Việt Nam Suzuki với 4 màu ấn tượng: đỏ đen, bạc đen, xanh đen và đen, với tính năng vượt trội, động cơ 125 phân khối, tiết kiệm chi phí với mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Hai loại xe vành đúc và vành nan hoa dành cho người thích khám phá thử thách và thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình. Và số điểm nằm trong ô cửa này là 20.000 điểm. Đây mới là ô cửa đặc biệt mà chị nên mở lúc nãy. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi đặc biệt thì chị Kim Hương là người đã có mặt ở vòng thi này. Chị chưa chiến thắng được giải đặc biệt, nhưng chị cũng đã có thật nhiều niềm vui. Và giải thưởng ở vòng đặc biệt chị nhận được là 3.000 điểm. Như vậy, tổng số tiền thưởng của chị Kim Hương khi tham gia chương trình ngày hôm nay là 4.500.000 đồng. Ngoài ra, chị Kim Hương còn được nhận một phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Tiên Thánh. Xin chúc mừng chị. Khán giả thân mến, như vậy là buổi tối hôm nay chúng ta đã có những giây phút thật vui vẻ khi cùng ngồi trước màn hình để cùng theo dõi chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem 8-5 Emco của công ty dược phẩm Tiên Thánh đã tài trợ cho chương trình. Và chúng tôi mong rằng các thương hiệu hàng Việt Nam hãy tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 823-5962, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn, siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn.